Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em sẽ quay lại dòng chép kèn JBL750, một trong những con rất là to, nặng và khủng. Con này là từ 170 cuộn tiếng côn của nó là 75, một trong những cái con kèn cỡ đại và anh em hay lắp cho những con JBL715, 725. Con kèn đây thì anh em phải ghép với những cái bát như là từ 220, côn 100 thì nó thích hợp nhất và phù hợp nhất để mình đánh sự kiện. Cái dòng từ thường như này thì đặc tính của nó là cho những tiếng trống đánh rất là lực, rất là lực và sâu, đó là những con từ thường. Chiếc kèn như vậy anh em theo dõi đây là ít là bằng nhựa anh em nhá, ít là bằng nhựa. Và từ 17 côn 75, cái viên lâm châm ấy là rộng nhất là 17 cm. Và quần tiếng côn bên trong là 75. Bây giờ tháo cho anh em mình xem. Dòng côn 75 này là côn nó không có tai nên anh em mình phải muốn xem hết nó phải dùng tua vít tháo thêm một lần nữa mới hết được ra. Thông thường thì nó như này, anh em muốn tháo xem bên trong nữa phải tháo nốt 6 nốt vào đây anh em. Nó thèm cái côn ấy. Thằng này nó có tay bắt ốc cái này rất chắc chắn. Nhiều anh em thì cứ to khủng là thích. Đó. Đây là cái côn của con kèn đây, anh em thì nhìn thấy đây. Hàng rất chất lượng cao. Côn to như này cơ mà, anh em yên tâm điều này dùng thoải mái. Côn 75 đấy ạ. Cái dòng kèn lớn như này được ở bên Huấn Audio bán ra với giá bán là 1,6 triệu một đôi, được bao ship toàn quốc. Còn nếu anh em đến cửa hàng mua giá là 1,5 triệu. Để được tư vấn và mua cái sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323 và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio và xin chào.